giao cho mấy bò về cho anh khách ở tại Vinh. Nay 2 tháng 10 giao hai bò về cho anh khách ở tại Vinh. Đi anh con. Đi lên. Đi lên. Đó, lên con. Đi lên. Uống đít đi lên. Trời ơi, ú. Hai tháng 10 còn mấy bò này giao cho anh khách thầy Vinh hết rồi. Mai về hai xe. Anh chỉ có mua thì chờ. Liên hệ số điện thoại 0395168767 gặp Tư Chiến. Mai về hai xe. Để giao hết mấy bò. Xuống dưới lấy 50 đi anh Vinh. Trong chuồng mình về hết rồi nha. Chỉ có chờ mai về hai xe. Bây giờ mình hết rồi. Rồi.